Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video về may vá. Năm nay lại hot lại những chiếc scrunchie như thế này rồi nha mọi người. Mình đã có rất là nhiều những video làm scrunchie rồi. Và trộm vía có một video được mọi người rất là yêu thích. Cái hôm mà mình mới chập chững làm YouTube thì đúng là kiểu tay không bắt giặc ấy. Trong tay có cái gì là sử dụng hết tất cả những cái đấy để mà làm ra một cái video cho mọi người xem. Thế nhưng những cái video mà kiểu từ những cái thiết bị không quá là cầu kỳ rồi là kỹ xảo thì chẳng có một cái gì, vậy mà lại được lên xu hướng, lại được mọi người rất là yêu thích và đón nhận. Chắc chắn là về cái nội dung cũng như là chất lượng thì nó sẽ không được tốt và cũng không được kỹ lưỡng lắm. Mình còn nhớ là cái video đấy mình quay bằng iPhone 6 thôi. Và cái cách mình quay đấy là mình đặt cái điện thoại ở trên một cái bàn may ấy. Có nghĩa là mình để nghiêng. Ví dụ đây, mình sẽ ví dụ đây là chiếc điện thoại đúng không? Thì cái bàn may ở đây đúng không? Mình sẽ để nghiêng như này. Đấy, để nghiêng như này nha. Cái camera nó sẽ quay ngược xuống như này. Đấy. Đó. Xong rồi, sợ nó kênh ấy mọi người. Sợ nó kênh xong rồi phải đặt một cái gì đấy ở phía trên lên để nó đỡ bị đổ. Trời ơi, lúc đấy không biết là mua chân máy hay là gì đâu. Chỉ có nghĩa là mình muốn quay một video như thế thì mình đặt như nào để cho nó ra một cái video ấy, cho cái góc máy 16:9 để mình up lên thôi, chứ mình cũng không quan trọng là phải đầu tư thiết bị như thế nào hay là phải dựng như thế nào cho hay đâu. Đấy, thế nên là mình thấy đúng là ngày xưa kiểu không có gì nhưng mà mình vẫn có cái ý chí gọi là cũng quyết tâm để mà dựng video các kiểu ấy. Còn bây giờ thì mọi thứ thuận lợi hơn, thế nhưng mà mình lại bị lười mọi người, mình không được đam mê như ngày xưa nữa. Mình cảm nhận như là kiểu không còn nhiệt huyết như ngày xưa ấy. Và bây giờ sau một quãng thời gian mà mình nhìn lại thì mình thấy mình cần thay đổi. Mình cần phải chăm chỉ hơn và năng suất hơn nữa. Vậy nên là video ngày hôm nay đã được ra đời. Như những năm trước là mình cũng đã hướng dẫn mọi người làm những chiếc scrunchie này rồi. Nhưng mà loại cơ bản nhất đấy, đơn giản nhất bây giờ thì sẽ là nâng cấp lên gọi là level cao hơn. Nó sẽ hơi khó hơn nhưng mà chắc chắn là sẽ đẹp hơn và sẽ lung linh hơn như thế này. Đấy, ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi, let's go.
vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc quan tri rất là xinh luôn. Từ chúng ta hãy cùng đeo thử lên nha. Trời ơi, quá là xuất sắc luôn nè. Xinh dã man chưa? Xinh quá. Cái này mọi người có thể cuốn hai lần nha. Thì mình sẽ buộc tóc kiểu đuôi gà và cuộn hai lần cho mọi người xem nhé. Và đây là thành quả, xin mọi người ơi. Mình sẽ đứng ra xa nha. Nếu mọi người mặc cái váy màu hồng à, màu hồng hồng màu đen nên nó sẽ nổi lên cái dây buộc tóc màu trắng này rất là xinh nha. Đáng yêu quá. Đây cho nó phồng phồng một chút. Cái này thì cái vai nó sẽ nhẹ nhàng, tầm thắm hơn. Ok, vậy là video ngày hôm nay đã hết rồi. Xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.